Ok, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Hà Hiền và các bạn đang xem video này trên 4Row Barber TV. Inbox của 4Row mình nhận được một cái tin nhắn của một cái người đối với mình đó nha, đối với bản thân mình hay là đại đa số những anh em 8X, 9X thì rất là nếu như mà ai nhận được tin nhắn này cũng sẽ rất là vui. Đó chính là tin nhắn của một người nghệ sĩ, một ca sĩ các bạn, là anh Phạm Khánh Hưng. Anh Phạm Khánh Hưng đã nhắn tin vô cái fanpage của 4Row để mà hẹn mình cắt tóc các bạn. Trời ơi, bất ngờ không? Nghĩa là đối với mình nha, thật sự là bất ngờ luôn. Mình vui vì cái những cái mà mình đã làm mà nhiều người đã biết đến. Và cuối cùng thì idol Phạm Khánh Hưng cũng đã tìm đến mình. Và không biết nói gì nữa, thật sự là rất là hồi hộp các bạn. Quá tuyệt vời. Ok, các bạn hãy chờ xem nha. Anh Cân mới xuống luôn hả? Anh Hưng mới xuống xe, xuống máy bay luôn hả? Trời. Qua à, dạ. Ok, chắc ở đây đi anh. Diễn hả? Về diễn 5 tuần. Sợ bay quá. Em thấy bay mười mấy tiếng à, anh đi. Anh muốn là cho nó tóc nó đơn giản này, nhưng mà làm nghệ sĩ đơn giản quá không được, phải nhờ thiện cho dạ dạ ok cái này được dạ yeah. Anh muốn cái này đối với em là đơn giản già dạ, đúng không? Ok anh Hưng. Trời ơi, tóc này với Hiền thì 20-30 giây. Dạ đúng rồi, cũng không có phức tạp lắm. Trời ơi, idol tuổi thanh xuân của tôi. Hôm bữa anh Hưng nhắn xong cái mấy đứa nói em, các em hết hồn luôn anh. Mà thật sự là có một lúc tiện cái nghĩ tới nha. Nó trùng hợp quá thôi. Dạ. Tại bữa cũng có làm cái show boxing rồi với lại mấy anh em ngày xưa nữa, MTV rồi này nọ kia đó. Xong rồi ngồi ăn, cũng nói chuyện. Các em cắt luôn nha. Mà mấy cái đó có thiệt nữa ta. Có đó. Người khoa học người ta gọi đó là lực hấp dẫn á, khi mà dạ. Nhiều quá. Khách em cũng vậy nè, lâu lâu cái ủa sao này lâu quá không thấy ta, là tự nhiên ô tô ngày mai gọi liền luôn á. Trời ơi, không phải là một lần thôi nha mà rất nhiều lần như vậy luôn rồi. Thì có dạy không? Dạ có, em có cái academy một cái ở gần đây nè, được cái là mấy lần mà tốt nghiệp á mấy anh em kiểu vỡ òa rồi khóc rồi nọ kia, là mình cũng cảm thấy happy, là nghĩa là người ta thực sự là người ta có cái nghề nó quan trọng. Cái happy đó. Dạ. Đúng rồi, cái đó không mua được. Đúng. Đúng. Trời, anh nghĩa là em cũng nói với diễn viên của em cũng y chang vậy luôn á. Nghĩa là mỗi khi mà diễn viên em nó chụp hình lại mấy cái inbox mà của học viên á gửi á là cũng nói y chang vậy luôn. Em cũng nói là máy này không tiền, tiền không mua được nha tụi em. Xong không biết là sao á, người ta coi YouTube xong cái người ta mới thấy mình dạy cái này, xong rồi người ta cứ thử đăng ký, người ta cũng hy vọng vậy thôi. Chủ yếu là ban đầu là em hiểu là người ta đến vì mưu sinh thôi, có nhiều người có khiếu thầy đâm, xong sau này sửa giáo án rồi nói chung là mọi người cứ ngồi lại làm giáo án á, kiểu em bị sốc luôn á, nghĩa là em hỏi lúc mà thi á, làm cái đầu đó xong em hỏi là ủa có bao giờ cắt tóc chưa, có bao giờ là đã biết nghề trước chưa á, mà sao làm được như vậy, thì mấy bạn nói chưa, này là đi học ở đây là vậy á. Trời ơi, lúc đó không lẽ giờ mình đứng đó mình khóc luôn á chứ mình trời. Dạ. Ủa vậy từ đâu có nghỉ chưa không ta, tiệm không. Này nè không. Em không có nghỉ chưa? Là thách thân ID ăn cơm, ID nghỉ. Dịch vụ thì cũng có nhiều tiệm người ta nghỉ trưa á chị. Em là kiểu bị ghét nghỉ trưa là tại hồi nhỏ mẹ em hay bắt ngủ trưa á. Mà không biết ngủ để làm gì á.
trời, cứ nhông nhông chạy đi chơi. Xong ghét từ đó luôn. Ờ, giờ ngủ trưa là giờ mình thích đi chơi nhất mà. Mà giờ bà già ngủ thích đâu nắng rồi đâu. Đó. Em nói anh đó hả, bao nhiêu ông về Việt Nam mà kêu em rủ em qua nó làm đi, ông bao hết luôn, luôn. Đúng rồi. Làm cái ghê lắm. Ờ, thì mấy ông bên kia 10 phút lần đầu. Trời, thì cái hả? 10 phút lần đầu, tại vì Mỹ Trắng nó đi số mà. Ê, ạc lại ra. Má, dễ ăn vậy. Ờ. Thôi. Nhưng mà Mỹ Đen nó cắt lâu lắm. Bây giờ anh có muốn nó tự ở đây nó ra cái chỗ nào không? Chắc được cắt chân mày. À, dạ. Tại chân mày hôm bữa ở bên kia cái cậu cắt tóc cho anh đó, nói có mấy cọng dài vậy, cái đưa lượt vô đẩy một cái, giờ còn có chút xíu mất luôn. Giờ anh đang dưỡng lại, phải đừng đụng vô lại này thôi. Tại vì không có điều kiện đi thế giới nhiều thôi. Thích nghiên cứu. Ừ, chứ Việt Nam mình mấy anh xong ở hải ngoại, người Việt Nam mình hải ngoại làm biến đó. Ủa sao vậy? Họ giống như là anh đang ở cái đất nước lớn quá rồi đúng không? Giống như là cái thị trường hải ngoại á, ít người Việt. Dạ. Khi mà họ nổi tiếng, dễ nổi tiếng hơn. Ừ. Còn bây giờ mình cái thị trường càng đông mà phải cạnh tranh càng nhiều, nên là cái tài mình phải update mỗi ngày, phải giỏi. Ừ. giỏi. Chứ không thời mai có người giỏi hơn, mốt có người giỏi hơn. Còn bên kia người ta có tiếng là người ta để vậy luôn. Bởi vậy cái anh thấy nghệ sĩ bên này người ta cực hơn, nhưng mà nó xứng đáng. Ừ. Còn nghệ sĩ bên kia anh thấy không? Người ta ít tập đến. Bên đây cạnh tranh quá không? Nhưng mà Sài Gòn quyết liệt. Ừ. Sài Gòn được cái Sài Gòn quyết liệt. Rồi tóc của anh là mấy ngày cắt lần anh? Mấy ngày cắt lần. Đúng rồi, tại cái skin fade này nó bị cái gì anh? Em có mấy ông da đen ở giáo sĩ ở đây ở gì? Gọi là gì? Gọi là giáo viên ở đây luôn á. Nó là sống ở đây, má 3 ngày xuất hiện lần luôn. Tính tiền cho có lệ thôi nha. Không, phải cái cho mắt vui mắt. Cho vui không có, em lấy mắt lắm á, nhưng mà tại vì các kia em căng mắt lắm á. Ừ. Biết mà, dĩ nhiên. Bye bye chị. Bye bye anh. Bữa khác gặp anh. Dạ. Nhưng mà tách xong quay lại là phải. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ dạ. Nay các vui anh em mình gặp nhau là chính rồi. Dạ. Cảm ơn anh Hưng. Nhỏ nghe nha. Tại sao? Vì ra đi vì đâu rồi.